Rồi gấp zin em về. Em thấy lên hai cái form gấp đẹp không? Đẹp không? Bỏ ra số tiền triệu mấy em thấy vừa ý không? Free công nhưng mà nhân viên anh gấp em thấy vừa ý không? Qua đây nè mới thấy được gấp em. À, em thấy lên đầu kia gắn có bị sai số hay là gì lúc mà em ngồi kế bên nhân viên anh gấp không? Không ha, vô chuẩn chỉ hết ha. Bánh quay là bao nhẹ nha anh em. Cái con ốc ngay đây nè là nó phải ngay tâm. Chứ mình nó nại một chút xíu thôi là cái này con heo nó xéo về là vô xéo với cái đĩa là không có chuẩn bánh liền. Ngay đây là ngay tâm phục ha. Rồi cái nữa là anh chỉ nè là cục canh hồi nãy nó vô nó không có bị mà hở nhiều. À, là khi đó thì cái bánh em nó sẽ ngay. Rồi ok. Rồi qua đây em tới chiếc winner. Winner nè. Nãy em thấy nhân viên anh vô đầu kia có bị nại hay là ấy gì không? Không ha, vô chuẩn ha. Phuộc đầu kia thảy xuống là ngay tâm. Chứ không cần lắc qua lắc lại nè. Em coi phuộc nè. Chuẩn hết ha. Rồi cái nữa là vô bánh. Ok, chuẩn sơn đầu kia ha. Rồi, hai đứa dưới nha. Rồi, gấp dưỡi ha. Rồi đây. Đây là nãy anh em này gắn hả? Dạ. Ừ, nó báo nhất tiện luôn á. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Đây đổi chỗ hả? À.